Thưa quý vị, phường 12 thành phố Vũng Tàu có 44 cơ sở chế biến hải sản, trong đó có 28 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên Môi trường. Theo báo cáo của cơ quan chức năng thành phố, các cơ sở chế biến hải sản đều có hệ thống xử lý nước thải, nhưng khảo sát thực tế cho thấy hệ thống xử lý nước thải chỉ dừng lại ở việc sục vi sinh để đối phó khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Theo báo cáo này, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, ông Trần Đình Khoa cùng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường 12 tổ chức khảo sát các cơ sở chế biến hải sản và một số điểm ô nhiễm trên địa bàn phường vào sáng nay, 26 tháng 10. Khảo sát một số cơ sở chế biến hải sản ở phường 12, đoàn công tác Thành ủy Vũng Tàu ghi nhận hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở chỉ dừng lại ở việc sục vi sinh. Các cơ sở chế biến hải sản chủ yếu dùng nước biển để rửa hải sản rồi thải trực tiếp ra môi trường, làm ô nhiễm nặng khu vực xung quanh. Qua khảo sát thì chúng tôi thấy rằng tất cả hệ thống xử lý nước thải, thứ nhất là nguồn thải là không thể kiểm tra được. Thứ hai nữa là một số tất cả những cái hệ thống xử lý nước thải chỉ xử lý mang tính chất đối phó là chủ yếu. Họ chủ yếu sục bể khí để nuôi vi sinh chứ thực tế ra thì không phải xử lý nước thải. Một vấn đề nữa là chúng tôi chưa đi hết tất cả cơ sở, tuy nhiên công tác giám sát về nước thải qua xử lý của tất cả các nhà máy là không được thường xuyên. Vì vậy cho nên khi người ta xả thải ra môi trường như chúng ta đã thấy rồi, có rất là nhiều điểm đọng lại nước, nó rất là nguy hiểm. Đoàn công tác của Thành ủy Vũng Tàu cũng đã tiến hành kiểm tra các hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải của các cơ sở chế biến hải sản, một số điểm ô nhiễm dọc bờ kè Hải Đăng và hệ thống ống dẫn bơm cát từ các xà lan đồng ngoài cửa lắp phục vụ dán nhà ở trên địa bàn phường. Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu thời gian tới, các lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu tăng cường hơn nữa kiểm tra các cơ sở chế biến hải sản. Nếu cơ sở nào có hệ thống xử lý nước thải chưa đạt chuẩn hoặc bị phát hiện xả nước thải chưa qua xử lý, cho đóng cửa ngay lập tức. Chính quyền địa phương phải có biện pháp thu gom rác tại khu vực bờ kè Hải Đăng.